Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mẹo nhanh 247. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà đổi mật khẩu của tài khoản Garena Liên Quân. Ở đây thì mình sử dụng điện thoại iPhone để hướng dẫn các bạn, nếu như mà các bạn có dùng điện thoại Android hay là máy tính thì các bạn cũng làm tương tự theo hướng dẫn nha. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ lên trên một cái trình duyệt bất kỳ ở trên iPhone thì các bạn có thể vào Safari hoặc là các bạn có thể là vào trong trình duyệt Google Chrome hoặc là các bạn vào trong trình duyệt cốc cốc đều được nhé chỉnh duyệt nào cũng được các bạn bấm vào mình vào trình duyệt Google Chrome ở đây mình sẽ vào cái phần tìm kiếm này các bạn gõ cho mình đến cái trang garena.vn các bạn gõ đúng vào trang garena.vn nhé rồi các bạn bấm vào đi rồi ở đây thì nó đang ngoài trang chủ nhá phần Home các bạn bấm vào dấu ba gạch ở đây các bạn sẽ bấm vào phần tài khoản rồi nó sẽ hiện lên cái giao diện như thế này ở đây thì các bạn bắt buộc là phải đăng nhập cái tài khoản của các bạn cũng như là mật khẩu của các bạn vào trường hợp bạn nào mà bị quên mật khẩu thì nhấp vào quên mật khẩu để mà lấy lại nhé còn ở đây thì mình đang nhớ mật khẩu cũng như là tài khoản rồi mình sẽ nhập tài khoản rồi tài khoản của các bạn là gì thì các bạn nhập vào nhé sau đó thì các bạn nhập mật khẩu của tài khoản của các bạn vào sau khi mà các bạn nhập xong tài khoản cũng như là mật khẩu của các bạn rồi các bạn bấm vào cái phần đăng nhập ngay rồi khi mà đăng nhập được vào rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đó chính là đổi mật khẩu nhé Bằng cách là các bạn sẽ bấm vào avatar của tài khoản của các bạn Ở đây các bạn bấm vào cái phần thay đổi mật khẩu nhé Rồi các bạn sẽ bấm vào cái màn hình ở bên cạnh này Bạn nào mà muốn sử dụng Gmail Nếu như một cái lúc mà các bạn tạo tài khoản ấy, thì đã có một cái Gmail Để mà lấy lại mật khẩu cho các bạn khi mà các bạn quên ấy, thì các bạn sẽ bấm vào cái phần Lấy mã xác nhận và vào trong Gmail của các bạn để lấy mã nhé còn nếu như ở đây các bạn có thêm số điện thoại thì các bạn sẽ bấm vào cái phần SMS này để lấy mã này, bấm vào SMS. Đó. Nó có hai hình thức nha. Đó, một hình thức là email các bạn sử dụng cái Gmail. Gmail mà các bạn đã từng thêm vào cái tài khoản Gmail của các bạn để bảo vệ đấy, thì các bạn sử dụng để mà lấy mã nhé. Và đúng cho cái Gmail đó để lấy mã. Hoặc là nếu bạn nào dùng số điện thoại thì bấm vào SMS thôi. Rồi ở cái phần SMS này thì cái phần mã captcha này nó hơi khó nhìn nhá Mình chỉ các bạn cách để mà nhìn này. Rồi cái máy cắt xe này là L53 nhưng mà nó nói chung là nó hơi khó nhìn thì mình sẽ đổi sang cái máy khác. Rồi cái máy cắt xe là FAM525. 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 Rồi thì ở đây mình đã thêm cái số điện thoại của mình vào rồi nhé Và cái số điện thoại này thì mình cũng đang nắm giữ ở trong cái điện thoại này Thì bây giờ mình có thể là sử dụng cái số điện thoại này à mình có thể sử dụng cái điện thoại này tại vì trong sim của cái sim cái số điện thoại này này đang có ở trong cái sim điện thoại đang sử dụng của mình thì mình có thể lấy mã nhé mình bấm vào lấy mã sms đang gửi xác thực đó thì bây giờ nó sẽ gửi một tin nhắn đến cái số điện thoại của mình đang sử dụng này cái đuôi là 9924 này cái mã OTP là 08 nói chung là khó nhìn quá mình thoát ra mình vào phần tin nhắn rồi bấm vào OK và trong cái phần của Garena này nhé Garena người ta gửi cho mình cái mã vào hôm nay này đó là bên bên dưới này bên dưới cùng này 087550087550 rồi mình sẽ quay lại cái phần cổ gold cho luôn nhé 087550 rồi cái mã này đang chạy trong vòng 30 giây các bạn nhớ là xác nhận mã trước 60, 60 giây nhé đó rồi mình bấm vào xác nhận này các bạn không nên để lâu tại vì có thể mã nó sẽ không xác nhận được rồi bấm vào xác nhận rồi, bây giờ thì nó hiện lên cái phần mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới. Thì mình sẽ nhập cái mật khẩu hiện tại của mình vào nhé. Ở đây thì phải nhớ mật khẩu hiện tại. Rồi, sau khi mà các bạn nhập xong cái mật khẩu hiện tại của các bạn vào rồi, thì các bạn sẽ tiến hành nhập mật khẩu mới cho mình nhé. Rồi các bạn tiến hành nhập mật khẩu mới. Và cũng như là các bạn xác nhận lại mật khẩu mới. Rồi mình sẽ nhập là... Rồi thì cái mật khẩu này các bạn sẽ tiến hành nhập lại mật khẩu mới bên trên cái dòng này là nhập mật khẩu mới này dòng bên dưới là xác nhận lại mật khẩu mới thì các bạn sẽ nhập cái mật khẩu tương tự với cái mật khẩu mới mà các bạn muốn đổi rồi và đây các bạn nhớ nhé là cái mật khẩu mới này phải dùng à, các bạn phải lưu ý là dùng ít nhất 8 ký tự kết hợp cả chữ viết thường cả số và ký tự đặc biệt thì ở đây mình khuyên nhé và mật khẩu các bạn đổi là phải có ít nhất là một chữ hoa ít nhất là một chữ thường và ít nhất là một số và ít nhất là một ký tự đặc biệt thì mới là mật khẩu hợp lệ nhé sau khi mà các bạn à, điền xong các cái thông tin ở đây này rồi, các bạn bấm vào cái chữ thay đổi cho mình. đó rồi đây này, à, bạn đã thay đổi thành công nhé, đây ba hai giây này, một giây này nó sẽ về trang chủ đó. và hiện tại thì mình đã đổi mật khẩu xong, bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào thử trong Garena nhé. đây, mình sẽ bấm vào trong uh, liên quân để mình đăng nhập vào trong cái tài khoản này của mình xem có được chưa. đó rồi mình bấm vào đăng nhập bằng Garena, bấm vào vào rồi thì tên tài khoản thì mình sẽ nhập luôn cái tên tài khoản vào cái tây hồ của mình vào cũng như là mật khẩu mới thì mình sẽ nhập mật khẩu mới vào Mật khẩu mà mình mới đổi đấy Rồi sau đó thì mình bấm vào cái chữ đăng nhập ngay Được rồi Đó Thì đây và hiện tại thì mình đã đăng nhập được vào trong cái tài khoản Garena của mình vào trong cái game liên quân này nhé rồi ở trong video này mình hướng dẫn các bạn cách để mà đổi mật khẩu cho tài khoản Gardena của các bạn và các bạn thích video này nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình nhé. ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh mẹo nhanh 247. Mình chào bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.